Kính thưa quý vị và bà con, gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ về giống và nuôi trồng thủy sản tại khu vực Bắc Trung Bộ cũng như trên phạm vi cả nước. Phóng sự do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Trạm Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 thành lập năm 1998, địa chỉ đóng tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Hòa trong xu thế phát triển chung, năm 2005, Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nâng cấp Trạm Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ thành Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ. Chức năng chính của phân viện là nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ về giống và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Xuyên suốt hành trình đã qua, phân viện đã thể hiện đậm nét thế mạnh về chuyên môn thông qua sản xuất giống, nhuyễn thể và nuôi thương phẩm cá biển. Ở trên địa bàn Nghệ An thì phân viện cũng đã tiến hành các cái nghiên cứu, các cái dự án sản xuất các đối tượng có giá trị kinh tế, có tiềm năng phát triển trong địa bàn. Ví dụ như những cái dự án nghiên cứu và thử nghiệm nuôi cá hồi vân và cá tầm tại Kỳ Sơn từ những năm 2009 đến 2011, dự án nuôi cá tầm và dự án nuôi cá búng bớp. Gần đây, phân viện cũng hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất và nuôi sinh khối tảo tại Quỳnh Lưu. Đây là một cái kết quả cũng đáng được ghi nhận và mở ra cho cái hướng sản xuất về cái tảo nano Crochet oculata trên địa bàn. Hiện tại, lực lượng cán bộ của phân viện khá hạn chế, trong khi nhiệm vụ chuyên môn được giao rất rộng, dàn trải. Để đảm đương hiệu quả công việc, đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch bài bản về mặt nhân sự trong tương lai. Phân viện có 3 phòng chuyên môn, trong đó phòng môi trường và bệnh thủy sản có nhiệm vụ tiếp nhận và phân tích mẫu bệnh và môi trường phục vụ cho sản xuất, đề tài, dự án trong đơn vị. Ngoài ra còn phục vụ cho nhu cầu của các doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh. Hơn 20 năm qua, Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ đã bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuyển giao thành công các công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống, từ đó giúp nhiều đối tác, kinh doanh có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Điển hình là cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyên cung cấp giống thủy sản của anh Lê Anh Tuấn, đóng tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Võ Văn Tính là cán bộ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của cơ sở này, do đó hiểu hơn ai hết về tầm quan trọng của mối liên kết bền chặt. Cũng nghề chuyên bán giáo của phân viện á, thì chúng tôi cũng nhận thêm mô hình, để chúng tôi cũng làm ăn cùng phân, nói chung cũng khâm khá, để xuất ra thị trường cũng được nhiều. Như ở Thanh Hóa tỉnh như là có nghĩa là chúng tôi cũng đi ra cũng nhiều lắm, để là nói chung là nhận thêm cá mú, cá chim, cá vược, cá hồng, nói chung là đủ các loại cá. Trong những thời gian qua đấy, thì phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản hoạt động trên các cái vùng như từ Bắc Trung Bộ, thì đối với lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Nghệ An thì phân viện cũng đã có cái sự phối kết hợp rất là chặt chẽ, đặc biệt đó là cái lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Trong những năm qua thì đối với phân viện cũng đã phối hợp với trung tâm khuyến nông xây dựng các cái mô hình, đó là mô hình về sản xuất ngao giống, đó khẳng định được cái đối tượng ngao là sản xuất và phục vụ đáp ứng được các cái nhu cầu con giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như là các cái tỉnh lân cận. Cái thứ hai nữa là trong cái phối kết hợp ấy, phân viện cũng đưa ra các cái đánh giá về tác động các cái yếu tố môi trường trên các cái lĩnh vực nuôi như nuôi mặn lờ, nuôi nước ngọt và nuôi trên các cái hồ chứa thủy điện thủy lợi, cũng đưa lại đến cái thông số về môi trường để có những cái các địa phương cũng như là ngành nông nghiệp định hướng ra là các cái vùng nuôi nó phù hợp. Nghề nuôi trồng thủy sản cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn và thử thách, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đặt ra cho phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ ngày càng nặng nề hơn. Từ tính chất cấp thiết của thực tiễn, phân viện đã bám sát chủ trương, chủ động xây dựng lộ trình chiến lược phát triển bài bản. Mục tiêu sẽ tập trung nghiên cứu nguồn lợi, đa dạng sinh học và các vùng nuôi, nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản nội địa, công nghệ sau thu hoạch, nghiên cứu kinh tế xã hội thủy sản các tỉnh Bắc Trung Bộ để đề xuất phương hướng và các giải pháp quản lý vùng nuôi trồng phù hợp với các ngành và địa phương. Phân viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ và Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để
xây dựng cơ sở sản xuất giống cũng như là cơ sở nghiên cứu tại xã Nhân Trung, huyện Nhân Châu, tỉnh Nghệ An, tiến hành trong từ năm 2024. Phân viện đã xây dựng chiến lược phát triển phân viện từ 2024 cho đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì trong đó sẽ tiếp tục tập trung vào nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi thương phẩm, an toàn sinh học nhằm chuyển giao cho tới người sản xuất. Và tiếp tục đẩy mạnh các cái đối tượng gọi là thế mạnh của phân viện, đó là tập trung vào phát triển giống các đối tượng cá biển, nhuyễn thể và thức ăn tươi sống như là tảo, rotifer phục vụ cho quá trình sản xuất giống. Ngoài ra, phân viện cũng sẽ hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học để tham gia vào công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, phổ biến kinh nghiệm, phổ biến kiến thức tới những người có nhu cầu và những đối tượng quan tâm. Xuyên suốt hành trình dài 2 thập kỷ, Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để gặt hái được nhiều thành quả đáng khen ngợi. Với lộ trình tầm nhìn dài hạn, tin rằng thành công của phân viện sẽ tiếp tục phát triển bền vững. Tới đây, phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.